Cười nha. Bảo Lê và Bích Hằng xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị đang theo dõi bản tin buổi trưa của đài VNATV trên băng tần 57.3 và trên hệ thống điện toán toàn cầu vnatv.com. Và như thường lệ, để mở đầu bản tin của buổi trưa hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên với lại Bảo Lê. Bảo Lê xin kính chào quý vị và chào Bích Hằng. Bản tin quốc tế đầu tiên là liên quan đến tổ chức đàm phán của Afghanistan và Pakistan của Thổ Nhĩ Kỳ. Kính thưa quý vị, hôm nay Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức một cuộc đàm phán giữa Afghanistan và Pakistan nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngăn ngừa xung đột giữa hai quốc gia này. Tình trạng bất đồng giữa hai quốc gia láng giềng trên đe dọa nền hòa bình mong manh sau cuộc chiến của Afghanistan. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Babullah Gül đã gặp riêng rẽ người đồng cấp ở Afghanistan là ông Hamid Karzai và ở Pakistan là ông Zardari trước khi đàm phán tam phương. Kính thưa quý vị, trước đó, cả hai bên Afghanistan và Pakistan đều cáo buộc quốc gia còn lại đã hỗ trợ cho các phiến quân chống lại chính phủ của họ. Các viên chức Afghanistan khẳng định các cơ quan mật vụ của Pakistan đang ủng hộ Taliban và mạng lưới Akhani. Trước đó, các bên cũng đã tổ chức một hội nghị của khu vực Afghanistan với sự tham gia của Ngoại trưởng Ấn Độ là ông Krishna và người đồng cấp là tại Pháp và Đức. Và tiếp theo dòng tin trên thì Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án vụ đàn áp. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ là Erdogan hôm nay đã tuyên bố là chính phủ nước ông không thể giữ mãi sự im lặng trước sự việc Syria tiếp tục đàn áp người biểu tình chống lại chế độ của Tổng thống al-Assad. Và trong bài diễn văn đọc trước Đảng Công lý và Phát triển gọi tắt là AK của ông tại Ankara thì Thủ tướng Erdogan đã phát biểu như sau: giết chết một người cũng giống như là giết cả toàn thể nhân loại, nhưng có một chính quyền lại sát hại hàng trăm người. Tôi cho những nạn nhân này là các vị tử đạo. Và ông đã lên án chính quyền Syria sử dụng quyền lực để trấn áp tiếng nói của dân mà không lắng nghe nguyện vọng của họ. Và ông nói Tổng thống Assad đã hành xử tương tự để đàn áp đối lập như là cha ông, cựu Tổng thống Hafez al-Assad, Thủ tướng Erdogan và tuyên bố sẽ có hành động để ngăn chặn bạo lực tại Syria như là áp đặt lệnh trừng phạt như là ông từng tuyên bố trước kia. Syria và Thổ Nhĩ Kỳ từng là đồng minh thân thiết với nhau. Kính thưa quý vị, một bản tin khác liên quan đến Bộ trưởng Dầu mỏ Iran loan báo sẽ gia tăng sản lượng dầu thô. Bộ trưởng Dầu mỏ Iran là ông Qasemi tuyên bố trong một hội nghị quốc tế rằng Tehran đang phát triển ngành dầu khí. Theo đó, quốc gia này sẽ tăng trữ lượng dầu thô lên con số là 154,8 tỷ thùng dầu. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký OPEC, ông Qasemi cho biết trước đó họ đã đăng ký ở mức dự trữ là 151 tỷ thùng dầu. Tuy nhiên, sau khi thăm dò và tính toán, trữ lượng của họ đã tăng thêm 3,8 tỷ thùng. Theo khảo sát từ báo giới, sản lượng dầu mỏ của OPEC giảm tháng thứ hai trong tháng 10 vừa qua, khi nguồn cung cấp từ Iraq, Nigeria, Saudi Arabia và Angola không đủ bù đắp cho phần của Libya. Việc giảm nhanh trong tháng này chủ yếu là do tình hình bất ổn tại Iraq. Theo dự trù, OPEC sẽ tiếp tục họp tại Vienna vào ngày 14 tháng 12 năm nay. Nhưng Tổng thư ký Brady
cho biết là hạn ngạch dầu thô của Iraq sẽ được thảo luận cho đến cuối năm 2012. Và quay sang Trung Quốc thì Chủ tịch Trung Quốc tiếp tục chuyến công du Áo Quốc. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ tịch Trung Quốc là Ôn Gia Bảo đã tiếp tục chuyến công du Áo bằng việc cùng người đồng cấp là Han Fischer đã viếng thăm hồ Wolfgang. Trước đó một ngày thì ông Ôn Gia Bảo đã phát biểu tại thủ đô Vienna rằng Trung Quốc tin tưởng đồng minh chiến lược này đủ khả năng vượt qua tình trạng khủng hoảng kinh tế đang đe dọa toàn bộ khu vực của châu Âu và thế giới. Theo dự trù thì Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở thành phố Cannes của Pháp vào ngày 3 và 4 tháng 11. Tại hội nghị lần này thì Tổng thống Hoa Kỳ là Barack Obama cũng sẽ tiếp tục áp lực ông Ôn Gia Bảo cho phép đồng nhân dân tệ tăng cường sức mạnh trên thị trường tài chính quốc tế. Và kính thưa quý vị, lễ đặt viên đá đầu tiên để xây cầu nối giữa Tajikistan và Afghanistan. Lễ đặt viên đá đầu tiên để xây một cây cầu nối liền giữa hai nước Afghanistan và Tajikistan được Tổng thống Roman của Tajik và Hoàng tử Aga Khan đệ tứ thực hiện một buổi lễ có tính cách là biểu tượng. Đây là cây cầu nối liền giữa Kohol của Afghanistan với vùng của Sarabat của Tajikistan, một vùng Trung Á mà Hoa Kỳ từng nói là rất quan trọng trong sự ổn định an ninh hòa bình của Afghanistan. Phát biểu trong buổi lễ, Hoàng tử Aga Khan tuyên bố đây là cây cầu là biểu tượng của sự đoàn kết giữa hai quốc gia. Tình trạng hiện nay là nhiều người Afghanistan đã tràn qua biên giới của Tajikistan để tị nạn chiến tranh. Chính chiếc cầu dài 162m và rộng 3,5m này sẽ được nhà lãnh đạo tinh thần Hồi giáo và nhà cũng là nhà tỷ phú Hoàng tử Aga Khan tài trợ cũng như là chính phủ của Đức. Và Trung Quốc đầu tư cứu nguy cho hãng xe hơi Saab của Thụy Điển, tập đoàn thương mại xe hơi Panda của Trung Quốc và tập đoàn Yunmen Lotus tỉnh Chiết Giang vừa bơm thêm hơn 1 tỷ euro để đầu tư vào hãng xe hơi Saab nhằm mục đích để thu về lợi nhuận vào có thể là vào năm 2014. Kế hoạch được soạn và trình tòa án Thụy Điển sau khi có phiên họp với các cổ đông. Công ty Saab cho biết sẽ tiếp tục công cuộc tái thiết cơ cấu, trong đó có thể là 15% khối nhân lực sẽ bị sa thải. Và hai tập đoàn của Trung Quốc vào hồi tuần trước đã thỏa thuận mua với giá là 100 triệu euro từ tay của công ty Thụy Điển và dự tính là sẽ bán ra khoảng 55.000 chiếc xe trong năm 2012 với cam kết là bán 205.000 chiếc mỗi năm trong trường kỳ. Kế hoạch này xảy ra sau khi một tập đoàn Trung Quốc khác là Geely đã mua công ty Volvo từ tay của tập đoàn Ford Motor. Và cư dân thành phố của Troy Hayton, vốn có nhiều nhân viên làm việc cho Saab, đang lo ngại rằng việc này sẽ đưa hết các việc làm sang Trung Quốc. Chuyển qua Hy Lạp thì có thể sẽ bị ra khỏi dùng khối đồng tiền chung của Âu Châu. Kính thưa quý vị, một nhà phân tích tài chính của Đức Bá Linh là nói rằng quyết định kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý về gói cứu trợ được thỏa thuận vào tuần trước có thể đẩy Hy Lạp ra khỏi khối dùng chung những đồng tiền của Âu Châu. Ông Joe Grocco, Chủ tịch trưởng Ban Quản lý và Công nghiệp có trụ sở tại Bá Linh nói rằng quyết định của Thủ tướng Hy Lạp là ông Panparou là can đảm và đáng ngạc nhiên. Ông nói quyết định này sẽ đem đến cho mối nguy hiểm toàn bộ nếu mà vụ việc hoàn toàn đi sai đường. Nhưng mà nếu đi đúng đường thì ông sẽ nhận được sự ủng hộ của toàn thể dân chúng Hy Lạp. Ông Rocco cũng nói là rất ngạc nhiên là Thủ tướng Panparou chỉ hiện thể hiện những chấp thuận của người dân Hy Lạp. Kính thưa quý vị, chứ không có đòi hỏi những ý kiến mà hội nghị ở Brussels đề ra. Chính phủ Đức và các đối thủ nợ trong khối đồng Euro cũng ngạc nhiên là lời tuyên bố này. Chủ tịch đảng Dân Chủ và đảng Tự Do đang chia quyền hành với đảng bảo thủ của Thủ tướng Merkel đưa ra giả thuyết là chính phủ Athens đang gặp khó khăn với gói cứu trợ cứu nguy là 130 tỷ euro. Vốn đòi hỏi Hy Lạp phải cắt giảm chi tiêu để lấy được cái gói trợ giúp này. Tại Frankfurt sáng nay thì chỉ số DAX giảm 6% trước khi hồi phục và chỉ giảm ở mức là 4.13%. Và quay sang London thì nhà thờ của Thánh Phaolô London đã bị xáo trộn vì nhóm chiếm London Thánh đường St Paul, tọa lạc ngay trung tâm của thủ đô London. Một địa điểm đặc biệt được cho là nằm giữa một uy lực về tinh thần và một thế lực về tài chánh. Ngôi nhà thờ này sống sót sau hai đại trận hỏa hận trong đệ nhị thế chiến. Kể từ ngày phong trào chống tư bản cắm trại bên ngoài nhà thờ, đã có hai vị tu sĩ kỳ cựu của giáo hội Anh giáo từ chức và phong trào này bị chặn và không cho tiến vào khu vực để trao đổi chứng khoán London. Các vị khách không mời mà đến này đã làm nổi lên cuộc xung đột giữa các nguyên tắc của giáo hội Anh giáo và việc điều hành ngôi thánh đường lớn nhất của London. Hàng năm có đến 820.000 du khách từ khắp thế giới đến thăm
hai lĩnh vực vật chất và đạo đức đã đụng độ nhau tại đây và ru giáo hội vào một vị trí nổi bật nhưng là rất khó xử. Cựu chiến binh Chernobyl đại náo quốc hội Ukraine. Kính thưa quý vị, gần 700 cựu chiến binh đã đập phá cổng sắt và vượt qua bức tường cảnh sát để xông vào tòa quốc hội của Ukraine ở Kiev ngày hôm nay trong một cuộc biểu tình phản đối những kế hoạch cắt giảm phúc lợi xã hội của họ. Đất nước Liên Xô cũ này đang cố gắng cắt giảm chi tiêu ngân sách để tiếp cận với chương trình hỗ trợ 15 tỷ euro của IMF, nhưng những kế hoạch khắc khổ này đã nhận được những phản đối gay gắt từ người dân. Một số quy định đang được xem xét bao gồm việc bảo hiểm y tế bị cắt giảm và lương hưu. Vào tháng trước, một nhóm người ở Ukraine tương tự, hầu hết là những cựu chiến binh trong cuộc chiến giữa Liên Xô và Afghanistan, cũng đã thực hiện một cuộc biểu tình tương tự. Và kính thưa quý vị, chương trình xin tạm ngừng trong giây lát. Sau đây xin mời quý vị theo dõi một số quảng cáo của các cơ sở đã bảo trợ cho VNITV. Và sau phần quảng cáo thì Bảo Lê và Bích Hằng sẽ quay trở lại để tiếp tục với các bản tin liên quan tới tin quốc tế.